Kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 5 có những nội dung chính sau. Ban chuyên trách hai tỉnh Gia Lai và Project Be Here phối hợp tổ chức lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Project Be Here. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Bang và thị xã An Khê về việc ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025. Vào chiều nay ngày 15 tháng 5, tại Đài Hữu nghị Việt Nam Campuchia ở tỉnh Prithvi Hier, Ban chuyên trách hai tỉnh Gia Lai và tỉnh Prithvi Hier đã phối hợp tổ chức lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được tìm kiếm quy tập trên địa bàn tỉnh Prithvi Hier. Tham dự lễ cầu siêu có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chuyên trách tỉnh Gia Lai, ngài Dân Kim Hiên, phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Prithvi Hier và thành viên ban chuyên trách của hai tỉnh Gia Lai và Prithvi Hier, cùng đông đảo bà con nhân dân tỉnh Prithvi Hier. Lễ cầu siêu được tổ chức trang nghiêm theo nghi lễ Phật giáo và phong tục tập quán của hai dân tộc Việt Nam và Campuchia để cầu nguyện cho anh linh của các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam trong mùa khô 2023-2024 dưới sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Prithvi Hier. Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia trên địa bàn tỉnh Prithvi Hier. Máu đào của các anh đã tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị hợp tác phát triển giữa hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam-Campuchia. Theo kế hoạch, vào sáng mai ngày 16 tháng 5 tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Ban chuyên trách hai tỉnh Gia Lai và Prithvi Hier sẽ trang trọng tổ chức lễ tiễn 6 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, được tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Prithvi Hier để hồi hương an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ vào sáng ngày 23 tháng 5 tới. Sáng nay ngày 15 tháng 5, Đoàn Giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai do Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Bang về việc ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025. Giai đoạn 2021-2025, huyện Cờ Bang được phê duyệt với tổng kế hoạch vốn trên 136 tỷ đồng với 26 danh mục dự án. Trong đó, có 5 danh mục năm 2021 đã được quyết định chủ trương đầu tư. Tính đến thời điểm ngày 15 tháng 3 năm 2024, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện được quyết định thực hiện với 28 danh mục và kế hoạch vốn là hơn 164 tỷ đồng. Sau khi nghe các kiến nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Bang, cũng như ý kiến từ các thành viên đoàn giám sát, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Phương đề nghị địa phương cần sớm khắc phục các vướng mắc tồn tại trong quá trình thực hiện, đồng thời yêu cầu huyện cần đưa ra khỏi danh mục các dự án đầu tư công trung hạn đối với những dự án chưa có quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời huyện cần chuẩn bị các nội dung cần thiết cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025-2030. Chiều cùng ngày, đoàn giám sát cũng đã có buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã An Khê về việc ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025. Tại buổi giám sát, đoàn giám sát đã kiểm tra trực tiếp về quy trình đề xuất ban hành nghị quyết cũng như việc triển khai thực hiện hai dự án là trụ sở làm việc Công an xã Cửu An và trường trung học cơ sở Đề Thám, phường Tây Sơn, thị xã An Khê. Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Phương đánh giá thị xã An Khê đã làm khá tốt quy trình thực hiện việc ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, vẫn có một số sai sót nhỏ cần khắc phục như báo cáo thẩm tra cần có căn cứ pháp lý, căn cứ chính trị như nghị quyết kết luận của Đảng bộ thị xã. Ông Nguyễn Đình Phương cũng đề nghị thị xã An Khê cần chuẩn bị các nội dung cần thiết cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025-2030. Sáng nay ngày 15 tháng 5, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lấy ý kiến về việc thành lập Hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện. Dự hội nghị có đại diện Ban dân vận tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ cấp huyện và Ban đại diện người cao tuổi các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Từ năm 2003 đến nay, mô hình tổ chức Hội người cao tuổi tại Gia Lai gồm ban đại diện Hội người cao tuổi cấp tỉnh và 17 ban đại diện cấp huyện.
220 hội người cao tuổi cấp xã, phường, thị trấn, với tổng số hội viên hơn 125.000 người, chiếm tỷ lệ 9,2% tổng dân số toàn tỉnh. Hội nghị đã nghe ý kiến của các địa phương về các nội dung trong công tác chuẩn bị và thực hiện kế hoạch thành lập hội 4 cấp. Cấp huyện cần được bố trí 2 cán bộ chuyên trách. Cấp tỉnh cần có 4 người với mức phụ cấp như các tổ chức xã hội khác. Ban chấp hành hội cấp tỉnh dự kiến 45 người, cấp huyện không quá 30 người. Dự kiến việc triển khai thành lập hội cấp tỉnh, huyện sẽ hoàn thành trước 31 tháng 8 năm 2024. Cấp tỉnh sẽ tổ chức đại hội sau khi hoàn thành đại hội cấp huyện. Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn hỗ trợ của nhà nước cùng với sự năng động tích cực trong lao động sản xuất, thay đổi nếp nghĩ cách làm, đồng bào Chorai ở buôn Phumamien, xã Yarato, thị xã Yunpa đã có nhiều mô hình cách làm kinh tế hay. Đây là lời giải cho bài toán giảm nghèo của buôn ngày càng hiệu quả và một cuộc sống mới sung túc đang hiện hữu như một điểm sáng tại địa phương. Khu dân cư buôn Phumamien, xã Yarato, thị xã Yunpa nằm ngay quốc lộ 25, rất thuận tiện để giao thương, buôn bán. Đây cũng là điều kiện tốt để những hộ dân sống ở đây phát triển các mô hình kinh doanh, đam mê sản phẩm truyền thống. Chị Nay Hờ Tó dành thời gian để chuyên tâm sáng tạo, hoàn thiện chất lượng mẫu mã sản phẩm rượu cần, trở thành sản phẩm có tiếng trên thị trường. Chị còn mở rộng làm thịt heo gác bếp, bò một nắng, muối kiến và các sản phẩm khác. Sản phẩm cơ sở của chị ngày càng được nhiều người biết đến. Rất là mừng là mình sẽ mua nhiều rồi, mình làm nhiều rồi, cái mẫu mã là mình cũng tìm tòi trong mạng rồi bạn bè rồi làm như thế nào để mà khách hàng nhìn thứ nhất là đẹp mắt, thứ hai là cái sản phẩm mình chất. Còn đối với chị Cơ Bá Hờ Má, thay đổi phương thức chăn nuôi truyền thống đồng bào Chorai với tập quán thả rông, chị cùng với 3 nông dân khác đã được vay 50 triệu đồng để thực hiện mô hình chăn nuôi heo thịt. Với số tiền này, chị mua 7 con heo, kiên cố lại hệ thống chuồng trại và thức ăn cho heo, kết hợp cho ăn thức ăn công nghiệp với hẻm rượu, cám gạo, ngô là những sản phẩm nông sản gia đình làm ra. Đàn heo phát triển khá tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Heo bây giờ là phải cho cám gạo, rồi cho ăn ít cám cò nữa. Bây giờ chị cảm thấy nó phát triển nó nhanh hơn. Muốn nông dân sản xuất giỏi thì chúng tôi có cái chương trình hành động hay ngôi. Lý do thứ nhất là các cái chương trình như về chăn nuôi thì các nguồn vốn như vốn hỗ trợ quỹ hỗ trợ nông dân của thị xã hay là tỉnh có, chúng tôi lại sẵn sàng làm chương trình để xin những nguồn vốn đó về cho những người dân sản xuất kinh doanh. Nhờ tích cực lao động sản xuất, phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế, số hộ nghèo trong buôn Phumamien giảm mạnh. Đến nay chỉ còn 16 hộ cận nghèo, 2 hộ nghèo. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Phumamien trở thành một trong những buôn làng trù phú bậc nhất của xã Yarato. Gia Lai tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm. Gặp gỡ học sinh Vũ Hoàng Nam, một trong 125 tấm gương sáng trên toàn quốc, được nhận giải thưởng Kim Đồng năm 2024. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai được triển khai từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 với chủ đề tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Theo đó, từ ngày 22 tháng 4 đến nay, qua kiểm tra 20 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đoàn liên ngành của tỉnh Gia Lai đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Bên cạnh kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, cũng như các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, ngành chức năng còn tăng cường hoạt động thanh tra kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm từ tỉnh đến cơ sở, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Huyện đoàn Cờ Bang vừa khởi công xây dựng công trình ngôi nhà hạnh phúc cho gia đình em Đinh Thị Nga là trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, đang sống cùng bà ngoại ở Làng Lợt, xã Công Bờ La. Qua khảo sát, nắm tình hình đời sống thiếu nhi trên địa bàn huyện, huyện đoàn Cờ Bang đã kêu gọi nguồn lực hỗ trợ từ dự án Sức mạnh 2000 thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Theo đó, căn nhà xây dựng cho gia đình em Đinh Thị Nga có tổng diện tích sử dụng 42m². Dự án Sức mạnh 2000 hỗ trợ 80 triệu đồng kinh phí làm nhà và đoàn xã Công Bla hỗ trợ công xây dựng.
Căn nhà dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao vào tháng 6 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, với sự nỗ lực trong học tập và rèn luyện, nhiều em học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã trở thành tấm gương sáng, những bông hoa đội viên xuất sắc trong vườn hoa dân Bắc. Em Vũ Hoàng Nam, học sinh lớp 5.2, trường tiểu học Chu Văn An, thành phố Pleiku là một trong số đó. Em Hoàng Nam không những học giỏi, đạt nhiều giải thưởng trong những cuộc thi kiến thức cấp quốc gia quốc tế, mà còn năng nổ tham gia hoạt động đội. Nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 1941, ngày 15 tháng 5 năm 2024, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự về sự nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện của cậu học trò này. Trở về từ thủ đô Hà Nội, Liên đội phó Vũ Hoàng Nam, học sinh lớp 5.2, trường tiểu học Chu Văn An, thành phố Pleiku, vẫn còn đong đầy nhiều cảm xúc về tự hào và niềm vinh dự khi là một trong số 125 tấm gương sáng trên toàn quốc được nhận giải thưởng Kim Đồng nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2024. Đây là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng hàng năm cho các em đội viên và cán bộ chỉ huy đội có nhiều thành tích nổi bật trong công tác đội. Trong chuyến đi vừa rồi, em được tham quan rất nhiều địa điểm nổi tiếng của Hà Nội như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám và được gặp nhà thơ Trần Đăng Khoa. Em sẽ cố gắng hơn để trong cấp 2 cũng có được thêm những kỷ niệm đẹp như thế. Thời gian qua, em Vũ Hoàng Nam tham gia nhiều hoạt động đội do liên đội, hội đồng đội các cấp tổ chức như các cuộc thi vẽ tranh, cuộc thi sáng tạo sản phẩm tái chế, quay clip em nói tiếng Anh theo chủ đề. Đặc biệt, năm 2023, em Hoàng Nam được Hội đồng đội Trung ương tặng danh hiệu Dũng sĩ nghìn việc tốt. Tích cực tham gia các hoạt động đội, em Vũ Hoàng Nam đã có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và được thầy cô, bạn bè yêu mến. Từ tấm gương của bạn Vũ Hoàng Nam thì sẽ được nhân rộng cũng như đăng tải trên toàn mạng xã hội của liên đội cũng như là trước sèo chọc cờ để cho tất cả các bạn đội viên nhi đồng trong toàn liên đội có thể thấy về tấm gương đó. Để từ đó các bạn có thể đặt ra mục đích và mục tiêu để các bạn phấn đấu trong học tập cũng như là tham gia các hoạt động của phong trào đội. Đối với em là bạn Hoàng Nam là một người rất tuyệt và rất tốt bụng và bạn hay giúp đỡ các bạn khác. Không chỉ là một liên đội phó năng nổ, em còn đạt nhiều thành tích trong học tập và các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế. Có thể điểm qua bộ sưu tập danh hiệu của em Hoàng Nam như huy chương vàng kỳ thi Olympic toán Timor quốc tế, huy chương vàng Olympic toán Ashmore, huy chương đồng Olympic toán Singapore và châu Á Sapmore, giải đồng cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet. Khi tham gia các cuộc thi toán quốc gia và quốc tế, em cũng cảm thấy có một chút áp lực, nhưng em đã biến nó thành động lực và niềm vui trong sau khi mình hoàn thành xong cuộc thi đó, giúp em thể hiện kiến thức của mình và những thứ mà mình đã học được. Tôi cũng muốn phát triển hơn cho bạn và tạo cơ hội điều kiện để cho các bạn, để cho bạn được cọ sát với lại các bạn ở trong nước cũng như là các bạn trong quốc tế. Sự đồng hành, tình yêu thương của gia đình, thầy cô và sự tin yêu của bạn bè trở thành động lực để cậu học trò Vũ Hoàng Nam ngày càng cố gắng hơn nữa trong học tập và rèn luyện, trở thành tấm gương đội viên tiêu biểu ở trường tiểu học Chu Văn An. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình thời sự sau.